Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôm Đông Á, đã thông qua báo Thanh Niên trao tặng 25.000 mét vuông tôm cho người dân bị thiệt hại do bão số 10 tại các tỉnh miền Trung. Tổng trị giá hiện vật trao tặng là 2 tỷ đồng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều ngày 16 tháng 9, bão số 10 đã khiến 33 căn nhà bị sập. Hơn 121.000 căn nhà cùng nhiều phòng học bị tốc mái, hư hỏng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và báo Thanh niên trân trọng ngỏ lời kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, bạn đọc gần xa, bà con kiều bào cùng chung tay góp sức hỗ trợ cho đồng bào vùng bão vượt qua những khó khăn trong lúc này. Nghĩa cử và tấm lòng yêu thương của các bạn đọc sẽ là sự động viên, sẻ chia với bà con miền Trung ruột thịt. Tôm Đông Á là một trong những đơn vị đầu tiên phối hợp với báo Thanh niên hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 10.